Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay nhà mình sẽ làm là bánh pizza hải sản nha. Thì nguyên liệu mình gồm có là mình cũng có là 200g bột mì với lại sữa tươi. Sữa tươi này là mình chỉ sử dụng là chỉ có nửa chén nè các bạn, với lại nửa muỗng cà phê men nở, một muỗng canh dầu ăn, nửa muỗng cà phê muối. Còn hải sản thì mình có là xúc xích nè, với lại bạch tuộc, với lại tôm ha, với lại có hai trái ớt chuông, một trái màu xanh, một trái màu đỏ các bạn. Cái này là mayonnaise, với lại chai tương cà, với lại cái món này là không thể thiếu nha các bạn, là cái này là phô mai á, là mình đã mua ở trong siêu thị là người ta đã có bào sợi ra rồi á, cho nên là mình về mình không có cần bào ha. Thì trước tiên á là mình sẽ làm cái phần bột trước nha. Trước tiên á là mình sẽ cho men khô nè các bạn, mình sẽ cho vào một cái chén sữa tươi ha. Và mình sẽ quậy lên để cho men á nó sẽ nở, nó hoạt động tốt á các bạn, rồi mình mới cho vô trong cái phần bột được nha. Rồi bây giờ là mình sẽ lấy một cái thau, mình sẽ cho bột mì vào đây, mình sẽ cho hết cái phần bột mì luôn, với lại một ít muối nè mình sẽ cho vào luôn ha. Rồi mình sẽ dùng cái muỗng này là mình sẽ trộn đều lên, trộn đều cho cái phần muối với lại bột á nó đều, và mình sẽ cho cái phần sữa tươi mà có men khô rồi ha. Bây giờ là mình sẽ cho dầu ăn nè các bạn, với lại cái chén men nè, chén sữa mà có men á, mình sẽ cho vào hết ha. Mình sẽ trộn đều lên rồi sau đó mình sẽ nhồi. Nếu mà mình thấy cái bột mà còn khô á thì mình sẽ cho thêm nước vào nha. Mình cho cái sữa tươi này là sữa tươi không đường nha các bạn, tại vì có cái sữa tươi á, thì giúp cái vỏ bánh mình nó sẽ có cái độ béo hơn. Giờ mình sẽ cho thêm nước nha. Rồi, mình sẽ cho thêm một ít nước nữa. Rồi bây giờ là mình sẽ dùng tay mình sẽ nhồi luôn. Rồi bây giờ mình sẽ nhồi cái phần bột, khi mà mình nhồi á là mình cũng phải nhồi cho cũng khoảng là 10 phút nha các bạn. Mình nhồi 10 phút rồi mình sẽ đem bột á, mình sẽ ủ lại. Bột có nếu mà mình thấy mà còn khô á thì mình có thể là mình thêm nước, còn nếu mà vừa thì thôi khỏi thêm gì nữa ha. Mình thấy á, bột á thì cũng còn hơi khô ha các bạn, thì mình sẽ cho thêm một ít nước nữa, mình cũng cho từ từ thôi, chứ để nhiều khi bột mà nhão quá thì cũng không được nha, mà khô quá cũng vỏ bánh nó cũng không có được ngon á. Mình nhồi là trong vòng là 10 phút nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho hết cái phần nước còn lại rồi mình sẽ nhồi tiếp. Mình nhồi một hồi là mình cũng phải cho cái phần bột nó sẽ dẻo, nó sẽ dai, nó sẽ mịn lại là được nha các bạn. Giờ bột quá là các bạn thấy nè, bây giờ nó rất là dẻo nè các bạn. Thì bây giờ là bột mình đã nhồi xong ha, thì mình sẽ ủ bột trong vòng 2 tiếng. Sau 2 tiếng sau thì mình sẽ lấy ra mình sẽ làm tiếp cho các bạn xem nha. Trong thời gian mình ủ bột á các bạn, thì bây giờ là mình sẽ cắt như là con bạch tuộc nè, mình sẽ cắt ra, mình sẽ cắt ra từng miếng như vậy, mình sẽ sắc ra mỏng mỏng nè các bạn. Khi mà mình làm cái bánh pizza mình mà sắc dày quá thì nhiều khi là cái phần hải sản của mình nó chưa có chín kịp ha, cho nên nó là mực thì mình sắc nhỏ là tí. Mình nói nhầm chứ này là bạch tuộc chứ không phải là mực ha. Ví dụ nếu mà các bạn thích ăn mực thì các bạn làm mực cũng vẫn được nha. Nhưng mấy cái que nè các bạn thì mình sẽ sắc hạt lựu nha, tại vì là cái que này mình sắc mình để nguyên một cọng như vậy là mình ăn không có được, nó không có kịp chín đâu, cho nên nó là mấy cái que này là mình sắc hạt lựu. Còn như mà cái phần cái mình á, cái mình của nó thì mình sẽ sắc lát, sắc mỏng ra được nha. Nè, còn như cái phần gâu của nó dưới đây nè thì mình sẽ để nguyên luôn, mình sẽ để nguyên qua. Thank you.
mình cũng đã để nó nở rồi nè các bạn. Đó, giờ mình sẽ lấy bột ra nha. Và bây giờ mình sẽ rải một ít bột khô nè các bạn. Mình sẽ lấy cái bột mình đã nở rồi nè, mình sẽ lấy ra. Tay á mình cũng vệ sinh sạch sẽ rồi, cho nên đó là mình nắn cái bột với vỏ bánh á là mình phải làm bằng tay nha. Nếu mà mình đeo cái bao tay á thì mình sẽ nắn không có được các bạn. Sẽ dùng con dao chia ra làm thành 3 cái. Nè, bạn thấy là giờ cái phần bánh cái bột nè nó rất là mịn. Giờ là mình sẽ cho cái phần bột gì nè, mình sẽ trải ra nha các bạn. Cái bột á mình làm á, cái phần ở dưới đáy á thì nó sẽ cho nó hơi mỏng mỏng nha, còn cái phần thanh ở trên đây nè cho nó dày. Mình phải làm cho kích thước bằng cái chảo của mình đó các bạn, chứ nhiều khi mình làm cái vỏ bánh mà bự quá thì cái chảo của mình nó nhỏ thì mình sẽ làm không có vừa, cho nên nó là mình phải canh. Mình sẽ canh cái phần bột mình nha. Các bạn thấy không? Mình phải làm cho nó đều. Tại vì là cái phần bột này á là nó có sự đàn hồi á các bạn, cho nên á lúc mà mình nắn á là nó hay bị thung lại, cho nên á là mình phải làm từ từ nha. Mình mà làm lẹ quá thì cái bánh của mình nó thung lại, nó nhỏ xíu ha. Rồi cái bánh á, cái vỏ bánh á là mình đã làm xong rồi các bạn, thì mình sẽ dùng cây nĩa ha, mình nhấn như vậy, mình nhấn cũng không có cần mà phải cho mà nó khích lắm lắm đâu các bạn. Mình cứ việc mình để cái phần lỗ như vậy nè, mình cứ việc mình xăm từ từ nha. Mình xăm như vậy nè, khi mà cái phần cái hơi nóng á nó sẽ bốc lên các bạn, nó bốc lên thì cái bánh mình cái phần cái nước sốt hay là cái gì trang trí ở trên đây nè thì nó sẽ thấm, nó thấm vào cái vỏ bánh ha. Rồi bây giờ đó là mình sẽ sử mình quét một ít bơ nè các bạn. Này bơ này đó là mình đã làm cho nó tan ra rồi á, mình quét lên trên cái thanh chảo của mình nè. Khi mà mình làm cái phần mình nướng bánh á thì bánh mình nó sẽ thơm, nó thơm cái mùi bơ nhìn nó rất là ngon. Nếu mà các bạn á mà không có chịu mà cái mùi bơ á thì mình có thể là mình thay thế bằng dầu ăn ha. Và bây giờ là mình sẽ lấy bánh nè, lấy lên mình sẽ để vô trong cái chảo rồi mình sẽ trang trí nha. Mình cho hải sản là gì vô. Chảo của mình các bạn thấy không? Nó hơi nhỏ ha. Đó, giờ là mình đã để vô trong đây. Và bây giờ là mình sẽ cho cái này là tương cà nha. Mình sẽ dùng một cái muỗng nè, mình quét cái trên cái mặt bánh á. Hết
tùy theo sở thích của mình. Ví dụ mình muốn cho tương cà nhiều thì mình sẽ cho nhiều, còn không mình cho ít cũng được. Tương cà, tương ớt gì cũng được nha các bạn, tùy theo sở thích của mình thôi. Và bây giờ là mình sẽ cho, cái này là các bạn biết gì không? Cái này là phô mai. Phô mai là mình mua ở trong siêu thị là người ta đã có bào sẵn nè các bạn. Mình sẽ gác lên, gác lên trên mặt nè. Mình sẽ trang trí ra. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho nè, hải sản nha. Đây, cái này là, cái này là bạch tuộc. Mình sẽ cho nó ra ngoài như vậy. Ví dụ mình muốn cho bạch tuộc nhiều thì mình sẽ cho nhiều, còn không thì mình sẽ cho ít thôi cũng được nha. Rồi tới tiếp là tôm. Tiếp theo là xúc xích nha các bạn. Rồi thêm là ớt nè. Cái này là ớt chuông, ớt xanh á. Thêm ớt đỏ luôn. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho thêm một ít phô mai nữa nha các bạn. Đó, mình để lên mặt như vậy nè. Rồi bây giờ là mình đã làm xong ha, thì mình sẽ đem xuống dưới nhà sau mình sẽ nướng bánh nha các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ bật bếp lên, mình sẽ nướng nha các bạn. Cái phần bánh này á, là tại vì mình làm cái hải sản tươi sống á, cho nên á, là mình sẽ mở cái phần lửa cho nó nhỏ nha. Nó nhỏ là cái bánh nó mới chín, cái hải sản mình nó mới chín được các bạn. Nếu mà mình để cái phần lửa lớn quá thì nó sẽ táp, cái bánh mình nó sẽ bị khét và cái phần hải sản mình nó cũng chưa được chín nữa. Rồi bây giờ là mình sẽ đậy nắp lại luôn ha. Rồi bánh á, hồi nãy giờ là mình nướng nè các bạn. Đó, bây giờ bánh đã chín rồi nè. Bây giờ là mình sẽ tắt bếp luôn ha. Đây. Đó. Đây. Cái này cái nước hải sản của nó ra nè các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ đem lên nhà trên mình làm tiếp nha. Một hồi là mình sẽ nướng bánh tiếp sau các bạn. Thì các bạn, bánh là mình cũng đã nướng xong ha. Thì bánh là mình cũng còn đang nướng ở nhà sau á. Bây giờ là mình sẽ cho cái nước sốt nè. Cái này là tương cà, cái tương ớt. Tương cà hồi nãy là mình sử dụng hết rồi. Giờ mình sẽ sử dụng tương ớt nha. Tương mayonnaise. Đây. Còn cái này là nước sốt mayonnaise. Đó. Và bây giờ mình sẽ dùng kéo mình sẽ cắt rồi mình thưởng thức thôi các bạn. Nóng quá. À nóng quá. Rồi giờ mình sẽ cắt tiếp. Cái này là nước sốt của cái nước của hải sản nó ra các bạn. Nóng quá. Đây. À thì mình cũng mời cả nhà ăn chung với gia đình mình nha. Làm ăn thử đi cái món làm hết tới làm coi chừng nóng nha, mẹ mới vừa nướng xong luôn á. Ở hôm mai mà nó. Đây các bạn, bây giờ là mình sẽ ăn thử nha. Cái vỏ bánh nó rất là giòn. Mình ăn nó có cái vị, mình ăn nó có cái vị là như cái phô mai á. Mình ăn nó cũng béo béo các bạn. Nhưng mà có cái làm sao mình làm nó không có kéo sợi được. Chắc nhiều khi mình để cái phô mai ít quá hay sao á. Mình ăn chung có cái phần
cái bạch tuộc á, mình ăn á thì dúng thì nó cũng dai dai ha, tép á thì nó cũng ngọt. Cái vỏ bánh á mình ăn nó có cảm thấy là nó hơi béo, nhưng mà cái vỏ bánh nó hơi lạc nha. Tại vì vỏ bánh á là mình không có để đường. Nếu mà mình để đường á thì là cái vỏ bánh mình nó sẽ mau bị khét lắm các bạn. Cái vỏ bánh giòn đúng không? Cái vỏ bánh giòn. Cái bánh gì ra ở ngoài tiệm á là người ta ăn bán á, cái vỏ nó có giòn vậy không? Không. Không hả? Không kỳ giòn. Mềm hơn hả? Người ta không. Mình tại vì mình không có ăn bánh gì ra các bạn, con mình nó thích ăn thôi, thường thường á là mình mua về cho con mình ăn thôi, chứ mình ít khi nào mình ăn lắm, cho nên nó là cái bánh gì ra là mình không có biết được ở bên ngoài nó bán như thế nào. Nhưng mà cái vỏ bánh pizza của mình làm thì cái vỏ bánh nó giòn nha các bạn. Nó giòn nhưng mà nó dạng như dạng giòn xốp, chứ không phải mà nó giòn mà nó cứng ngắt nha. Con mình nó nói mẹ ơi, mẹ làm đi ngày mai mà mẹ kêu bà nội hâm lại cho con ăn sáng nha mẹ. Đúng không làm? Dạ. Ngon, sợ ăn mặt dính nước à. Thì video của mình sẽ kết thúc tại đây nha. Thì mình cũng xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video của mình nha. Nếu thích tết thì like, chia sẻ cho các bạn nhiều người cùng xem nhé. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Xin chào các bạn. Bye.